Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hiện tại Nguyễn Hoàng đang đứng ở đây là một cái vị trí đường Tân Hòa Đông. Thì nói chung là nhà mình là giáp quận 6 nha. Đó, nhưng mà ở đây thì hiện tại vẫn thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Đó, vị trí này là hướng để mình đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Tân Hòa Đông. Đường của mình nó là đường rộng 6 m nha. Và ở khu ngay chỗ trước mặt nhà mình đó là đường rộng cũng là tầm 6 m đến 7 m luôn. Tại vì trên sổ á, thể hiện là 7 mét, nhưng mà thực tế là do hiện tại thì cây cối hàng xóm để hơi nhiều thì đâm ra cái hẻm nó tầm còn được 6 mét. Nói chung là ở đây thì xe hơi xe tải đồ ra vào thoải mái ha. Đó, vị trí này là đường rất là rộng. Đó, vị trí nhà mình thì bên trong này mình đi vô ha, thì cái nhà mình nó có cái tổng cái diện tích là 20,5 mét vuông, ngang 2,4 m và chiều dài là 8,4 m nha. Chiều dài 8,4 m và nở hậu ra 2,5 m ha. Nhà mình là nhà nở hậu. Ở xung quanh này thì nói chung là nhà mình là thuộc hẻm cục ha, cục hết, xung quanh này hẻm cục hết. Nhà thì cao tầng nha. Đó, như cô chú anh chị mình thấy nè, không gian nhà cao tầng ở bên nè, rất là cao ráo nha. Đó, thì chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng bán với mức giá là 2 tỷ mốt nha cô chú anh chị. Nhà một trệt một lẫn ha, hoàn công đầy đủ một trệt một lẫn luôn. Đó, thì cái tổng diện tích đất là 20 thôi. Cũng diện tích đất là 20,5 m2 nha cô chú anh chị. Còn cái diện tích sàn đó là bao gồm tầng trệt và lẫn là 30,4 m. Đó, mình đi vô trong này là mình vô tới vị trí ngôi nhà của mình nha. Nói chung là nhà mình nó là đường đó, thực tế là rộng khoảng chừng là 7 m, nhưng mà do hai bên trồng cây trồng đồ nên đâm ra cái đường của nhà mình thì rộng khoảng chừng là còn được 6 m ha. Đó, 6 mét nè. Xung quanh nhà mình đây. Đó. Và vị trí nhà mình là căn này nha. Căn này nha cô chú anh chị. Đó. Ở xung quanh là nhà cao tầng hết nè. Nhà mình thì một trệt một lẫn nha. Đó, một trệt một lẫn, một trệt đây nè. Và ở trên sẽ có lửng, ở trên sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đó, thì xung quanh nhà mình đây là cửa sắt nè, cửa sắt kéo nè ha. Nhà mình thì nói chung là ngang là 2,4 m ở đây nè, tính từ đây qua đây là 2,4 m, trải dài vô trong đó là 8,4 m, và bên trong nó nở hậu ra được là 2,5 m nha. Ở 2,5 m nha cô chú anh chị. Nhà mình thì hiện tại đang xài một lớp cửa thôi, cửa này là cửa kéo nè, ở cửa kéo lá ha. Thì nói chung là chủ cũng đã thiết kế cái đường mà để lên xe đó, cái lại mà để lên xe nè. Nói chung là căn này á, thì cô chú anh chị mình về á, là bắt buộc phải sửa một ít thì mình mới ở được. Mình nâng cái lửng lên á, cao lên tí thì mình ở nó mới thoải mái hơn. Ở đây thì đường cái đường rộng nè, thoải mái nè, giáp quận 6 luôn. Ở từ nhà mình mà ra tới quận 6 là khoảng cỡ chừng là 3 phút đi xe thôi. Gần ngay chỗ trường học Trần Nhân Tông nha cô chú anh chị. Đó, thì bên trong nhà mình đây, nhà sổ hồng riêng. Và hiện tại thì chủ cũng đã được ấp, chủ cũng ấp gặp full hết nè, full hết toàn bộ nha. Đó, full hơn, full lên tới trần luôn. Thì nói chung là cái nhà này thì trần hơi thấp, nên sau này nếu mà cô chú anh chị mình về, mình có thể nâng cái trần này lên để cho nó hơi cao lên tí thì mình ở nó thoáng hơn. Nhà này thì được cái là hiện tại á, để Nguyễn Hoàng coi lại cái hướng cho nó chính xác ha. Nhà mình thì hiện tại là hướng đông nha, thuộc đông tứ trạch nha cô chú anh chị. Đó, thì bên trong đây khoảng không gian bếp, toilet ở bên trong. Đó, khoảng không gian để máy giặt cũng có sẵn. Thì nói chung là chủ thiết kế, mình về mình thiết kế lại thì nó hay hơn. Đó, lối này mình đi vô đây. Bên này tủ nè, bên này tủ có bồn rửa nước nè, rửa chén nè. Ở trên nè, tủ nè, này là tủ nhôm hết nha, tủ nhôm giả gỗ. Đây toilet nhà mình đây ha. Lavabo nè. Đó, đầy đủ hết. Không gian này là không gian để máy giặt nè, đường ống cấp, đường ống xả bên kia kìa.
Rồi cái này là cái cầu thang để mình lên cái lửng nhà mình ha. Lửng nhà mình thì là lửng suốt nha. Đó, đổ suốt luôn. Không phải đổ nữa mà dạng như là 3D, dạng làm dạng như 3D của chú chị. Đó, 3D ở đây nè ha. Đó, một phòng ở đây, anh ra đây có một phòng. Nói chung là nó cũng hơi lụp xụp rồi, mình về mình đổ 3D thì nó hay hơn. Ở dưới thì nói chung là tương đối là mới, nhưng mà ở trên này thì nó cũ nha cô chú chị. Ở đây thì chủ lót gạch nè, ở đây thì đổ 3D nè cô chú chị. Phòng nhà mình đây. Cái này thì nó được cái nhà và nó cũng được cái đường, nhưng mà nhà thì phải sửa lại thêm một ít nữa thì mới được ha. Thì cái này nó cũng được cái diện tích là 20,5 m2, là nó xấp xỉ là 21 với cô chú chị. Thì chủ bán mức giá là 2 tỷ mốt thương lượng ha. Thì nhà ngang 2,4 m, dài 8,4 m, nở hậu 2,5 m, một trệt một lửng, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Nhà đang hướng chính là hướng đông, thuộc đông tứ trạch. Thì chủ bán 2 tỷ mốt. Cô chú anh chị nào mình quan tâm căn này liên hệ Nguyễn Hoàng để qua xem nhà nha. Và bây giờ Nguyễn Hoàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi ha.